Chương 1 Vị diện nhiệm vụ hệ thống, Lee Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hàng Viễn, tốt nghiệp đại học độc thân cẩu, công tác địa điểm, Hoa Quốc, Quảng Nam thành phố, tham gia công tác ba cái nguyệt, trước sau đắc tội công ty lão tổng 13 lần, lại không bị xào rơi, mỗi ngày đi làm bị lão tổng làm khó dễ, trong công ty danh nhân một trong. Hôm nay, Hàng Viễn lại một lần nữa theo lão tổng đi ra phòng làm việc, quay đầu giơ ngón tay giữa, tâm lý thầm mắng. Mẹ nó, nếu không phải là mới khó tìm việc, nơi nào lại ở chỗ này chịu ngươi quả bí lùng khí. Hàng viễn đều có điểm hoài nghi, mình là không phải trời sinh cùng lão tổng ngã đông tương khắc, từ đi tới cái công ty này đi làm bắt đầu, sẽ không ít tội hắn, nhiều lần phá hủy chuyện tốt của hắn. Lão tổng tên gọi là ngã đông, hơn 50 tuổi, dáng dấp ải ục địch mập, cho nên mọi người sau lưng cũng gọi hắn quả bí luồng nói đến hàng viễn cùng lão tổng cố sự đó là điên truyền toàn bộ công ty lên tới phó tổng xuống đến quét rác a di đều nghe nhiều nên thuộc hàng viễn ngày đầu tiên đi làm buổi trưa đi nhà cầu chạy đến công ty quản lý cao tầng chuyên dụng trong vdc đi nhà cầu công bố nơi ấy tương đối sạch sẽ cái này thì cũng thôi đi bình thường tình huống hạ không người nào để ý đến hết lần này tới lần khác hắn không may đưa tay đẩy cửa nhà cầu thời điểm lão tổng ngã đông vừa vặn từ bên trong kéo cửa ra xuất hiện, vì vậy một trưởng liền đẩy ở tại quả bí lùng mặt lên, trực tiếp đưa hắn đẩy đặt mông ngồi ở tại mặt đất. Lão tổng cùng công nhân giống như rồi dết cố sự, liền bắt đầu từ nơi này, ngã đông cũng không biết có phải hay không là tâm lý có một chút như vậy nhi vấn đề, phản chính hắn chính là không xa thải hàng viễn, mỗi ngày cho hắn làm khó dễ, nhàn rỗi không có việc gì tìm cái lý do, bả đem, hàng viễn gọi vào trong phòng làm việc dũa cho một trận hôm nay đi hàng viễn lại một lần nữa phá hủy ngã đông tốt sự tình gặp được ngã đông ở trong nhà cầu cùng một cái nữ thuộc hạ làm ám mùi dở trò chính hưởng thụ vậy tuyệt diệu thủ cảm thời điểm hàng viễn vào được kỳ thực ngã đông ở trong công ty cùng vài cái nữ thuộc hạ có ám mùi sớm có nghe đồn chỉ bất quá cái này nữ thuộc hạ là một đặc thù bởi vì là một cái mập mạp nữ. quả bí luân khẩu vị trọng a à, cái này mê bị hàng viễn đụng thấy thèn quá thanh giận vì vậy dũa cho một trận là không thiếu được. Hàng viễn cảm giác mình khả năng thật cùng quả bí lùng trời sinh bất hòa, đồng sự đều biết, hôm nay v c phá hủy, đều không trên, lên, cái này nhà cầu, hết lần này tới lần khác hắn đã quên, vì vậy liền đẩy cửa đi vào. Trở lại đang làm việc, hàng viễn thu thập một cái văn kiện, chuẩn bị tan việc, phản chính về sớm đã không phải lần thứ nhất, tâm lý suy nghĩ ở đâu trong mai phục, cho quả bí lùng tới lần ngoan. Trước mặt đồng sự Triệu Hải quay đầu, cười nói: "Lão Hàng ở đâu, lại cùng lão tổng đã tình mà tiếu." Hàng Viễn mặt kệ hắn, một cái ở trong lúc làm việc nhìn lén đạo quốc ái tình phim hành động người cặn bã, trong miệng có thể nói ra cái gì tốt lời. Ly khai công ty, Hàng Viễn ngồi xe buýt về tới phòng cho thuê, Hàng Viễn mướn ở địa phương, thôn trong thành phố, bởi vì tương đối hẻo lánh một chút duyên cớ vì thế, tiền thuê nhà tương đối mà nói khá là rẻ mới vừa đi tới hành lang trước cửa, lòng có cảm giác tự như, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chỉ thấy được trên bầu trời, một điểm đen đang ở nhanh chóng tiếp cận bên trong. Nháy một cái con mắt, đột nhiên tức giận mắng một tiếng. Kháo. Nhanh chân liền chuẩn bị tiến vào trong hành lang, nhưng mà đã muộn, bịch một tiếng, nhất kiện vật nặng nền ở đầu hắn lên, trước mắt nhất thời tối sầm lại, ở ngã quỳ phía trước mắng một câu. Trời đánh đứa nào trên cao phóng vật vị diện hệ thống đang ở tập trung ký chủ. Tập trung thành công. Vị diện hệ thống đang ở khởi động. Khởi động thành công. Đang ở mở hệ thống không gian. Thành công mở ra. Hệ thống đang ở khai mở. Cùng ký chủ dung hợp trung, tỉnh lại ký chủ. Hàng viễn té xỉu thời gian, trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm, cũng không biết qua bao lâu, tự hồ là một đoạn thời gian rất dài, tự hồ chỉ là mấy giây, trong lúc bất chợt theo mê mang bên trong tỉnh lại. Quơ quơ đầu, vẫn có nhỏ nhẹ cảm giác hôn mê, đưa tay sờ một cái đầu, còn tốt, không có đổ máu. Tức thì ngẩng đầu, tức miệng mắng to. Người nào quy tôn trên cao ném đồ, cho lão tử đứng ra. Ở hành lang trước mắng mấy phần chuông, cũng không thấy có người xuất hiện, tự liền xem náo nhiệt cũng không có, sợ bị vu đây. Hàng viễn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hung hăng giơ ngón tay giữa, thầm mắng một tiếng một đám không có tư chất hỗn đảng. Sờ sờ bị đập vị trí, cũng không có bắt đầu bao, đầu lúc này cũng không hôn mê, nghĩ đến không có chuyện gì, hàng viễn cũng liền nín tức đầy bụng về tới phòng cho thuê. Mới vừa nằm trên giường xuống, đột nhiên một thanh âm vang lên. Vị diện nhiệm vụ hệ thống đã khởi động, mời ký chủ tiến nhập hệ thống không gian, tiếp thu lần đầu tiên nhiệm vụ. Ai, ai đang nói chuyện? hàng viễn một cái giật mình ở giường trên, lên, nhảy, cảnh giác bốn phía. Không lớn phòng xếp trong, trừ hắn ra bên ngoài, cũng không có người thứ hai tồn tại, hàng viễn kinh nghi bất định, lẽ nào đối phương tránh ở trong nhà cầu rồi hả? Tức thì thận trọng đi tới VWC trước nhìn một cái, trống rỗng không có một bóng người, không khỏi tâm lý tỏa khí lạnh. Chẳng lẽ có quỷ chứ? Hoặc bị đập một cái, xuất hiện ảo giác. Hàng viễn gãi đầu một cái phát, trở lại giường trên, lên, nằm xuống, cái thanh âm kia cũng là lần nữa đột nhiên vang lên. Mời ký chủ tiến nhập hệ thống không gian, tiếp thu lần đầu tiên nhiệm vụ. Người nào, cái nào cái vương bác đảng giả thần giả quỷ. Hàng viễn theo giường trên, lên, ngồi dậy. Trong căn phòng trống rỗng, ngoài trừ chính hắn bên ngoài, cũng không có người thứ hai, nhìn không được nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm, chẳng lẽ là chủ cho thuê nhà cái kia hèn mọn đại thúc, làm cái gì thương thiên hại lý việc, bị quỷ tìm trên, lên, phòng ốc của hắn tới. Hắn tự cho là mình không có làm chuyện trái lương tâm, nguyên nhân này không tồn tại quỷ gõ cửa sự tình, cho nên bả, đem, quỷ tới cửa trách nhiệm, tất cả đều giao cho chủ cho thuê nhà đại thúc. Lúc này, hàng viễn tâm lý có chút hoảng sợ, nghĩ có muốn hay không tạm thời ly khai phòng cho thuê, đi bên ngoài tránh một cái. Mời ký chủ tiến nhập hệ thống không gian, tiếp thu nhiệm vụ. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, lần này hàng viễn vẽ mặt lạnh mồ hôi, bởi vì hắn phát hiện, cái thanh âm kia tự hồ là ở hắn não hải bên trong vang lên. Xong, đầu bị đập xảy ra vấn đề, phải đi bệnh viện kiểm tra một cái mới được. Hàng viễn tâm lý thật lạnh thật lạnh, đại não xảy ra vấn đề, mặc kệ cao thấp đều có thể hù chết người, nguyên nhân này hắn kinh hoàng không ngớt. Xét thấy ký chủ ba lần cự tuyệt tiến nhập hệ thống không gian tiếp thu nhiệm vụ, bổn hệ thống đem cưỡng chế ký chủ tiến nhập hệ thống không gian, tiếp thu nhiệm vụ. Hàng viễn còn không có làm minh bạch tình huống gì đây, bá một cái, cảnh tượng trước mắt biến đổi, xuất hiện ở một cái bị một tầng mù mịt quan hoa bao gồm không gian bên trong. Cái không gian này so với hắn phòng cho thuê còn muốn lớn, ở giữa có một to lớn luân bàn, phía trên có một căn thật nhỏ hát sắc châm dài. Luân bàn phía trên có bốn cái giống nhau cổ truyện hát sắc đại tự hàng viễn ngơ ngác nhìn một màn trước mắt đại não trong nháy mắt chập mạch không có làm minh bạch là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là đại não xảy ra vấn đề lâm vào mộng cảnh bên trong đưa tay khắp một cái bắp đùi ti thật đau người tốt ký chủ hoan nghênh tiếng nhập hệ thống không gian luân bàn trung ương bay ra một cái bóng nhìn qua là một cái cao một thước tả hữu tiểu hài tử thân ảnh chỉ bất quá bởi vì là hư ảnh duyên cớ vì thế nhìn không thấy khuôn mặt thanh âm cũng không phân biệt ra được nam nữ ngươi là ai cái này là cái gì địa phương hàng viễn trừng đại một đôi con mắt khiếp sợ hỏi ta là vị diện nhiệm vụ hệ thống khí linh ngươi có thể gọi ta hệ thống hàng viễn không có minh bạch chuyện gì xảy ra nháy một cái con mắt hỏi có ý tứ hệ thống không trả lời mà là vung tay lên một vệt ánh sáng điểm chui vào hàng viễn mi tâm bên trong một lát chi về sau hàng viễn tiêu hóa trong đầu tin tức chi về sau cả người đều sợ ngay người, lập tức chính là kích động, hắn biết mình nghịch tập nhân sinh, từ nơi này nhất khắc mở ra. Hoa ha ha, lão tử ra đảm nhiệm CE, cưới vợ Bạch Phú Mỹ, đi trên, lên, nhân sinh tột cùng thời gian không xa. Hệ thống bên trong không gian, vang lên một hồi thân mật điên cuồng tiếng cười. Theo trong tin tức, Hàng Viễn biết, trước mắt cái này đại luân tọa, là vị diện nhiệm vụ hệ thống, có thể lục soát tìm hàng vạn hàng nghìn vũ trụ vô số vị diện thế giới, mỗi cái nguyệt ký chủ đều muốn xuyên qua một lần vị diện hoàn thành hệ thống nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ chi về sau ký chủ sẽ thu được khen thưởng mà tưởng thưởng đồ đạc cùng nhiệm vụ thế giới tương quan có thể là nào đó kỹ năng cũng có thể là nào đó vật phẩm hoặc hai người kim vị diện hệ thống tìm thấy được vị diện nhiều mặt trong đó đủ ma pháp tu chân loại thế giới chẳng qua muốn xuyên qua đến những thứ này vị diện thì cần phải xem vận khí hiện nay hàng viễn cấp bậc là nhất cấp, muốn lên tới nhị cấp, thì cần muốn 10 điểm nhiệm vụ giá trị, mà nhiệm vụ đáng giá thu được phương thức, chính là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ, thu được một điểm nhiệm vụ giá trị ngoại trường này bên ngoài, còn có thu được một ít vật phẩm đặc biệt, cũng có thể thu được nhiệm vụ giá trị khen thưởng, mỗi lần thăng cấp là thập bội nhiệm vụ giá trị, cũng chính là muốn theo nhị cấp lên tới 3 cấp, cần 100 nhiệm vụ giá trị. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com linh trực tiếp ở phần mô tả